Xin chào các bạn đã đến với các video hướng dẫn chia sẻ thanh nhạc của tôi. Mình là thầy Phong Hay Nói. Và hôm nay mình sẽ đến với video hướng dẫn ca khúc Màu Nước Mắt của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Sáng tác ai ta? Sáng tác này là ai vậy đây? Bài này chắc Nguyễn Trần Trung Quân sáng tác là phải không? Không phải. Không phải Vân Trần Trung Quân. Phải Nguyễn Trần Trung Quân không? Để mình chút xíu nha. Để mình 30 giây. Nguyễn Thương, nhạc sĩ Nguyễn Thương. Phải không? Ekip quay phim. Ca khúc chủ đề Màu Nước Mắt phù hợp với giọng chữ tình khắc khoải của Trung Quân lại đến từ Nguyễn Thương, một nhạc sĩ trẻ lần đầu xuất hiện. Trong V-pop. Một nhạc sĩ trẻ. Đó thì mình xin giới thiệu là bài hát này là một bài hát của trình bày của Nguyễn Trần Trung Quân, nhưng mà sáng tác là của Nguyễn Thương. Cái bài báo này là bài báo của Việt Nam Mới.vn nha. Có gì lên báo Việt Nam Mới.vn kiện nha. Kiện tổng nha. Trên giỡn nha, tụi mình thì mình cũng lấy đây thôi. Tại vì khi mình hát một bài của ai thì mình hay để ý tới ngoài ca sĩ ra thì chắc chắn rồi. 99% là các bạn sẽ biết đến ca sĩ rồi. Nhưng mà các bạn để ý thêm nhạc sĩ nữa ha. Tại vì cũng là những cái cống hiến của họ. Mình nên tôn trọng hết cả mọi mặt. Để sống vui hơn ha. Ok, và làm sao để hát bài này được hay? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cách hát bài này được hay. Bài này rất là khó hát, khó ở cái chỗ đó là bài này là một bài rất là cao của Nguyễn Trần Trung Quân. Thì Nguyễn Trần Trung Quân biết là một ca sĩ, ngoài ra Nguyễn Trần Trung Quân cũng là một giảng viên thanh nhạc, sư phụ của ca sĩ Eric ha. Nên Nguyễn Trần Trung Quân có những và học trong trường lớp ra rất là nhiều, nên về mặt kỹ thuật của Nguyễn Trần Trung Quân rất là tốt, nên bài này nó sẽ phô kỹ thuật thanh nhạc và nó phô luôn cả những cái trải nghiệm của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân trong một cái quá trình gọi là rèn giũa bản thân về kỹ thuật thanh nhạc rất là nhiều, nên bài này sẽ là một bài rất là khó hát đối với các bạn. Nhưng hôm nay mình sẽ chỉ ra sơ cơ bản thôi để các bạn có thể nắm được những cái cách để có thể hát được bài này, làm chủ được bài này rất là dễ. Bài này thực sự ra thì nó sẽ phù hợp với những bạn có giọng tenor nam cao nhiều hơn. Nam trung thì cố gắng làm sao tuột đi hai tông nha, một tông cũng được hoặc là hai tông cũng được. Tại vì cái đoạn sau có lên tông nữa thì lên tông nó sẽ rất là cao. Nên nó sẽ không quá phù hợp với giọng nam trung đâu. Nếu mà giọng nam trung mà cố gắng rèn luyện thì nó vẫn sẽ lên cao được như vậy thôi. Nhưng mà phải rèn luyện là phải học thanh nhạc, phải tập luyện cho đúng bài, đúng bản thì nó mới ra được cái giọng cao. Ok, còn bây giờ mình vô bài này. Màu Nước Mắt của Nguyễn Trần Trung Quân, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thương. Thương nhớ Nguyễn Thương. Rồi ok, hy vọng là sẽ có những cái bài hay như vậy nữa sẽ ra để cho mọi người cùng nhau trải nghiệm hấp dẫn. Ngoài bài này ha, mình sẽ dạo trước một phần. Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu, nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất. Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng, nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời. Đó, vô đầu tiên lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy ha. Tình cảm, âm thanh hát sâu vào bên trong một chút xíu, tạo cái độ dày lên và thoải mái mở các khoảng vang của head voice và chest voice, mở ra để mình lên mid voice hay là mình hát head voice nó hiệu quả hơn để cho giọng mình nó có nhiều cảm xúc hơn. Bài này hát chest voice vừa vừa thôi.
Nếu mà hát chest voice quá các bạn, nó giọng nặng lắm nha, nên phải kết hợp với head voice nữa. Ví dụ tại sao mình đưa cái làn hơi của mình ra rất là nhẹ nhàng, các bạn để ý kỹ một lần nữa. Đối với anh cô ấy, đối với anh cô ấy có thể là tình yêu nhẹ nhàng, tình cảm, tâm sự nào. Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất, luôn luôn là đặt hết cảm xúc vào. Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng, nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời. Đó, vô bí hiểm, vô bài này nó rất là bí hiểm. Cái style của Nguyễn Trần Trung Quân là như vậy, hoàng thượng mà. Rồi tiếp theo nha. Mặt trời trong tim tôi. Lúc này mình cũng phải đẩy nhẹ lên hết vôi nè. Mặt trời trong tim tôi. Đây chưa, hét lên hết vôi. Phải đưa cái hơi lên hết vôi chứ không thôi là nó bị rớt rẫy gãy nha. Khúc này không khoan đẩy ra mid vôi, không ai cần đẩy ra mid vôi đâu. Hết vôi được rồi. Mặt trời trong tim tôi. Nghe tình cảm mà gấp nè. Mặt trời trong tim tôi. Vẫn như vậy luôn, sâu lắm. Người đến sâu đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc. Theo cảm xúc. Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời. Nghe nhàng, hết vôi và chết vôi, lúc nào cũng phải hát như vậy. Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời. Mặc nỗi đau vỡ nát, đúng không? Mình cố gắng mình làm cho cái giọng của mình nó trở nên tình cảm hơn. Nó có cái điều gì đó, nó sắp tới nó diễn ra rồi đó. Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời. Chuẩn bị vô nè, vô tình cảm nè, điệp khúc nè. Cô ấy là tất cả thế giới. Mà cho lên hết vôi nha. Cô ấy là tất cả thế giới. Lên hết vôi, giữ cái giọng âm thanh đó. Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi. Cố gắng làm sao thoải mái giữ hết vôi cho nó chắc. Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi. Lần tiếp nào. Cả bầu trời xoay nghiêng trôi theo màu nắng mơ. Đó, có thể các bạn lúc này các bạn để qua mix voice hay là để chest voice nhiều. Màu nắng mắt. Đó là nó, nếu như âm nhạc nó cao trào các bạn nên để dành cho phần đoạn phía sau. Đoạn phía này bạn chỉ cần để head voice với lại giọng falsetto thôi, giọng gió thôi. Thấy không? Đó. Cả bầu trời xoay nghiêng trôi theo màu nắng mắt. Đó là giọng falsetto. Falsetto là một cái giọng mà nó lai giữa mix voice với lại head voice rất nhiều. Nói chung là cái giọng của nó được nó chạm lên các khoảng vang trên đây nè. Nhưng mà nó lại là giọng gió. Nó lại là giọng gió chứ không có được như mix voice là giọng nó sẽ chắc hơn, đầy hơn ha. À, giọng mix nó nói chung là giọng falsetto là chest voice nó mất hẳn luôn á. Thấy không? Màu nắng mắt. Mất. Nó cảm giác không có chest voice, chỉ có head voice với mid voice rất là nhiều. Mất. Rồi tiếp tục. Ngày giông bão đi qua. Vô tình, vô tình. Nhấn giọng nè. Ngày giông bão đi qua. Vô tình mang hạt nắng phai mờ. Điều gì buồn. Nhấn vào. Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương. Diễn tả cảm xúc vào. Trách mắng nè. Vô trách nha. Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần. À, lại câu nói nè. Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần. Đó, lên hết voice phải sức tổ. Khi cần, khi cần. Khi cần, khi cần, khi cần. Đó, chuyển sang falsetto, head voice. Khi cần,
khi cần. Đó, anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần. Đó, để diễn tả được cái cảm xúc. Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy. Bạn sẽ tột ha. Liệu có thể đánh đổi tất cả. Đẩy cảm xúc lên. Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy. Để tỏ vẻ ra là mình đang rất đau khổ, rất là buồn bã. Tâm sự tiếp nha. Làm ơn hãy buông tay. Vô tâm sự tiếp nè. Làm ơn hãy buông tay. Lúc nào cũng để âm thanh mình tròn và dày, mở cái khoảng vang bên trong nha. Để head voice và falsetto, mid voice, chest voice nó làm việc một cách tự nhiên nhất, phản theo phản xạ của cảm xúc của bản thân. Làm ơn hãy buông tay, xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn. Đừng để tình yêu, đừng để tình yêu thêm lỗi lầm. Nghe buồn quá ha, nghe rất là buồn. Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm. Đó, thì khi mà bạn hát một bài hát diễn tả cảm xúc thì nó phải có những cái những bản ballad như thế này, thì phải có gió mái, mid voice, head voice này, nói chung là nó sẽ chọn rất là thoải mái, giọng hát lúc nào nó cũng như thế này. Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm, cô ấy là luôn mở thế giới đối với tôi. Ok, đó là như vậy. Rồi qua đoạn sau bắt đầu mình sẽ chuyển lên. Chuyển lên thì tôi sẽ hát cái lần một lần điệp khúc để cho các bạn có thể thấy được là mình đâu mình nhấn vào để mình tạo được cái điểm nhấn của bài này, khi mà đoạn sau là chống dập khình ha. Ok, vô. Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi, cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt. Ngày giông bao đi qua, vô tình mang hạt nắng phai mờ. Có người gọi, có người gọi, có người gọi. Ok, tiếp nha. Hạt nắng phai mờ. Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương? Lên nè. Anh có thể... Bạn có thể kéo cái này, đó là cái cách, cái style của mình ha. Mỗi người có một cái style riêng. Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần. Không cần là hát bắt giống quá ca sĩ đâu. Chỉ cần hiểu được cái cảm xúc của cái bài hát và thể hiện đúng theo cái chất của mình là hay rồi. Ok. Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy? Làm ơn hãy buông tay, xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn. Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm. Bây giờ mình sẽ tới cái đoạn lên tông ha. Thì cái này rất là khó. Lên tông lên nốt cao như vậy các bạn phải giữ chắc, và lúc này phần lớn nó chuyển sang mid voice, head voice, chuyển sang mid voice để tạo nên cái sự ổn định, cái sự căng. Tại trong mid voice thì nó sẽ có rất nhiều ở chest voice và làm cho cái bài nó có nhiều cảm xúc, giống như là mình đang đẩy cao trào, gào thét lên nội tâm vân vân. Đó. Trời rơi nghiêng. Rồi, đó nè. Cô ấy là thế giới. Ok, cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi. Đó, bắt đầu mid voice làm việc rất là căng thẳng ở đây. Các bạn phải giữ cái âm thanh luôn luôn phát và di chuyển đẹp đầy hơi. Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo. Đó. Oh, mid voice lên nè. Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo. Đây là các bạn hãy nghe được mid voice ở chỗ vùng xoang không? Nước mắt.
nó rất tự nhiên, tôi không điều khiển nó đâu, tôi không hề điều khiển nó, tôi tập quen rồi, tự động nó thấm vô trong máu rồi, tới lớn nó sẽ ra như vậy thôi. Chỉ cần nắm đúng những cái kỹ thuật cơ bản là tự động âm thanh nó sẽ rất là tự nhiên. Ngày dòng bão đi qua, vô tình mang hẳn nắng phai mờ. Lên à, chuẩn bị dùng sức để mở cái head voice và cái mid voice lên nha. Yo, điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương? Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương? Mid voice làm việc quá xuất sắc đúng không? Anh rất là tự nhiên. Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần. Đây mid voice. Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần. Khúc này khó này. Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy. Rồi ok, mid voice làm việc kết hợp với chết voice. Yeah. Làm ơn hãy buông tay. Nhập tâm vô. Làm ơn hãy buông tay, xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn. Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm. Đừng để tình yêu thêm. Lúc này mình đặt cái tâm trạng nó nhẹ lại. Đừng để tình yêu thêm. Hát tình cảm. Lối ok, rồi thì để hát bài này nó rất là khó, bài một bài rất là cao, đòi hỏi các bạn phải có hơi tốt nè, khoảng vang rất là tốt, mở liên tục 24/7. Rồi tiếp theo sẽ là head voice, mid voice, falsetto, chest voice, hơi thở và cách làm sao để có thể cực kỳ thông minh trong cách xử lý bài hát để có được những cái cảm xúc tinh tế và khéo léo. Vậy hãy tập nhiều. Có thể các bạn đây là một cái video làm mẫu cho các bạn biết thôi, để các bạn có một cái hình dung, một cái khái quát cơ bản để hát một bài hát ballad của Nguyễn Trần Trung Quân như thế nào, đòi hỏi những cái kỹ thuật công phu như thế nào. Đó là một cái sự nỗ lực rất lớn của ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Đó thì các bạn có thể thấy được điều đó và chính bản thân mình cũng lấy được làm một cái động lực để có thể cố gắng tập luyện và hát bài này thật hay hơn. Chúc các bạn thành công với ca khúc Màu Nước Mắt của Nguyễn Trần Trung Quân, một sáng tác của Nguyễn Thương. Đúng là nhớ tên rồi, mình nhớ là Nguyễn Thương, nhạc sĩ Nguyễn Thương. Xin chào và hẹn gặp lại với video tiếp theo. Nhớ bấm like và chia sẻ video này nếu các bạn thấy thích và hãy ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye.